thua ngược Iraq, Shin Tae-yong trút giận lên trọng tài, họ nên giải nghệ thì hơn. Sau trận thua Iraq, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã mang những quyết định gây tranh cãi từ đầu giải của các trọng tài ra để tiếp tục chỉ trích. Tối qua, Indonesia đã tạo ra một thế trận rất triển vọng trước Iraq. Những pha chuyển đổi trạng thái, tấn công giàu tốc độ giúp họ gây ra sức ép lên khung thành đối phương. Thậm chí, Indonesia là đội ghi bàn trước ở phút 19. Nhưng họ bị gỡ hòa 9 phút sau đó, khi hậu vệ Iraq đánh đầu cận thành ghi bàn. Sau tình huống này, hai đội đã thi đấu cẩn trọng với những pha bóng chậm rãi, chắc chắn. Nhưng ở một số khoảnh khắc, họ bất ngờ tăng tốc để tạo ra những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Indonesia bị đối thủ lấn lướt, song họ vẫn đưa được trận đấu về hai hiệp phụ. Tại đây, thể lực suy giảm khiến họ chịu thế trận lép vế và Iraq đã tận dụng tốt với pha ấn định chiến thắng 2-1 của Yassin ở phút 96, chính thức giúp Iraq đoạt vé dự Olympic Paris. Thất bại vừa qua khiến Indonesia phải tìm cơ hội ở trận play-off với Guinea vào ngày 9 tháng 5. Trận đấu này diễn ra tại Paris, Pháp. Nhìn chung, không có tranh cãi nào về công tác trọng tài trong thất bại 1-2 vừa qua của Indonesia trước Iraq. Nhưng sau trận, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn xoáy vào những quyết định của các ông vua áo đen. Đây là các quyết định đã diễn ra từ lâu. Có lẽ nhiều người thừa nhận rằng phong độ của Indonesia đã được cải thiện kể từ trận đầu tiên ở giải đấu này. Tôi nghĩ đội bóng của chúng tôi xứng đáng được đánh giá cao, Shin Tae-yong nói. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy không hài lòng và thất vọng với những quyết định của trọng tài ở trận gặp Qatar và bán kết. Những quyết định này có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chất lượng của các trọng tài. VAR giúp đưa ra quyết định tốt hơn. Nhưng trọng tài lại không thể nhìn thấy những gì họ có thể nhìn thấy. Tôi nghĩ họ nên giải nghệ thì hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.